Hello, xin chào các bạn đến với ẩm thực Hưng 33 ngày hôm nay. Xin chào các bạn đã quan tâm, tất cả mọi miền Tổ quốc đã quan tâm tới khoa học vừa quay của Hưng 33. Lý do các bạn hỏi hay nhiều và rất hỏi nhiều, và hàng ngày rất nhiều cuộc điện thoại điện cho Hưng 33. Và hiện tại bây giờ là có gần 200 bạn đã đăng ký để được tư vấn, và mình không có thời gian để chia sẻ tư vấn từng các bạn một, thì mình sẽ chia sẻ này. Thứ nhất là khoa học thời gian thì mình chia sẻ luôn là từ 8 đến 12 ngày. Trong quá trình học đồ quay từ 8 đến 12 ngày, các bạn chưa vững, chưa chắc, thì các bạn ở đến khi nào các bạn thuần thục, và các bạn sản phẩm của các bạn từ lúc sơ chế, từ lúc ra sản phẩm, từ lúc bán hàng, các bạn cảm thấy yên tâm thì lúc đấy các bạn về. Nhưng mà thường thường với quy trình gói gọn, với công thức đặc biệt của Hưng 33 thì các bạn tự tin từ 8 đến 12 ngày. Từ các bạn chưa biết về nghề thì các bạn yên tâm, các bạn sẽ thành công. Còn một số các bạn có thể hơi chậm một chút về vấn đề tay thớt và tay dao, thì các bạn có thể ở lại bán hàng cùng với Hưng để các bạn mà thuần thục cái bán hàng hơn. Thế còn khoa học ở đây thì các bạn hỏi là học được đồ quay tổng hợp, học được những món gì, thì Hưng chia sẻ luôn. Thứ nhất là các bạn học về các món lợn là quay trục với phong cách màu đẹp, da liền mì đấy, có hương vị đặc trưng riêng. Hai nữa là đặc biệt nữa là lợn quay lu. Lợn quay lu này thì nó đẻ được lâu, nó giòn được lâu. Các bạn nên phục vụ lợn sữa là lễ để phục vụ bà con trong những cái tiệc ăn hỏi, và phục vụ những giới khách là sang. Thế còn hai nữa là ba chỉ lô bì. Ba chỉ quần lô bì là có phong cách đặc biệt. Thứ nhất là mình không dùng đi bằng hóa chất mà dùng công thức lửa đặc biệt để quận não mật, và cái này giòn rất lâu, dễ ăn, ở ngoài giòn ở trong mềm. Thứ tư nữa là cái món là dồi sụn. Dồi sụn ở Hưng 33 này có cái đặc trưng riêng đấy, cho nên là nó không bị mất nước và cũng là ngoài giòn ở trong mềm. Tiếp tục nữa là món vịt quay theo phong cách đặc biệt. Thế mọi người có hỏi vịt quay của Hưng 33 theo phong cách gì đấy, cũng không phải là Lạng Sơn, cũng không phải là Bắc Kinh, cũng không phải là Quảng Đông, cũng không phải là phong cách Sài Gòn. Nhưng mà trong quá trình nghiên cứu ẩm thực với 25 năm kinh nghiệm, thì với phương pháp nghiên cứu đặc biệt dựa theo truyền thống và kết hợp hiện đại, thì Hưng ra tìm ra một cái gia vị đặc biệt ở trong cái con vịt, cái nước ướp đặc biệt là nước sốt. Thế ngoài cái vấn đề là món vịt này, thì các bạn học thêm được cái món gà quay với là cá nướng. Trong quá trình học đấy là ở nhà thì làm rất là nhiều những lợn nhiều đủ món, thì các bạn đương nhiên các bạn được học được một số các đồ rừng tại Hưng 33. Đây là cái những món này Hưng sẽ là chủ động tặng cho các bạn để khuyến mại cho các bạn, để các bạn có sau khi các bạn làm các bạn đa dạng đồ lên. Các bạn quan tâm nhất là thứ nhất là các bạn có ít tiền hay nhiều tiền thì mình sẽ tư vấn theo cách. Nếu như các bạn mà có ít tiền, các bạn đang làm công nhân các bạn nhé, các bạn đang làm công nhân mà có số vốn rất ít, khoảng tầm dưới 50 triệu, thì các bạn ngoài khi phí học thì các bạn sắm một cái lu lò. Hiện tại mình đang nhập cái lu lò này ở Chiết Giang, cho nên giao cho các bạn là cái lu tốt nhất, giá hợp lý nhất. Lu đi lúc thì có hơn 4 triệu, còn lu 850 thì có hơn chục triệu. Và bây giờ Hưng đã ra một cái lu nữa là lu 100. Lu này thì quay được lợn lễ các loại, và quay một lúc có thể là 16 con vịt, một lúc có thể là 4 con lợn sữa, 6 con lợn sữa, và có thể là quay một lúc là 4, 3 con lợn 20 cân trở lại, rất là nhàn. Bây giờ thế là các bạn lưu ý này, thứ nhất là mình không dạy quay bằng chung, và các bạn quay bằng chung rất vất vả, các bạn lưu ý nha. Thứ nhất là các bạn, hai là mình không dạy quay bằng xích. Quay bằng xích các bạn vừa tốn than. Các bạn lưu ý này, quay bằng lu là lu, thứ nhất là mình quay bằng than hoa. Thế quay bằng lu 850 thì mình cũng quay bằng than hoa, mình không phải quay điện. Điện chẳng qua là để cho nó sáng, nó đẹp lên. Thế nhưng các bạn vận hành được tất cả các lèn lu, là lu lốc này, rồi lu đất này, lu 850 này, lu 100 này, và lu trục, gần như các bạn là vận hành hết. Trong cái món quay đấy thì khi các bạn quay được lợn quay trục rồi, thì Hưng sẽ tư vấn thêm cho bạn là cái món dê quay, bê quay và cây tơ quay. Cái đó là Hưng sẽ tư vấn cách ướp gia vị và đi gia vị như nào. Bởi vì các bạn đã quay được lợn quay trục rồi thì các bạn đương nhiên cái món đấy các bạn đơn giản mà Hưng sẽ giúp cho các bạn. Cái đặc biệt là mình sẽ chia ra các mức để mình tư vấn cho các bạn. Mức các bạn là vừa tiền, các bạn có điểm bán, hoặc là các bạn đổ cái mẫu lưu
Hiện tại là trong cái quá trình của học Hưng ấy, là các bạn có một cái mẫu lưu theo thiết kế của Hưng Mova đang có sẵn tại nhà hàng. Thì các bạn ốp cái mẫu đấy về, các bạn chỉ cần mua một hoặc hai cái lò, các bạn về nhà các bạn tự hàn để tiết kiệm cho các bạn. Thấy chưa? Các bạn ngạc nhiên không? Trị giá gần 10 món ăn đó mà học phí kinh phí là có 20 triệu. Ngoài vấn đề là trong quá trình học thì tại Hưng Mova Hưng tư vấn về chiến lược kinh doanh, hai nữa là làm sao phù hợp với cái địa phương của mình. Thứ nhất là trong quá trình nghiên cứu ẩm thực Bắc Trung Nam và ngoài thế giới nữa, Thái Lan, Hồng Kông, đặc biệt là phong cách của Trung Hoa và người Tày, người Lùng, thì Hưng tìm ra một cái phong cách đặc biệt cho gia vị cho các vùng miền. Cho nên mỗi một vùng miền mình đưa ra một cái phong cách gia vị riêng khác nhau. Đặc biệt như các bạn ở bên nước ngoài, giả sử Đài Loan, Hồng Kông, Đức, Singapore, Lào và thậm chí là Malaysia cũng đã đến từng chỗ Hưng học. Nhưng mà khi mà áp dụng vào vấn đề là cái trường phái gia vị thì Hưng đưa ra một các bạn một cái gia vị riêng để các bạn rất thành công. Như một số các bạn nước ngoài họ rất thành công. Mục tiêu của Hưng là giúp các bạn nhiều món, nhiều đồ quay để các bạn có thể phát triển được. Mà mục tiêu của tôi dạy là các bạn để thành công, các bạn bán được hàng, các bạn học để các bạn kiếm được tiền, chứ không học là các bạn để bán luôn. Và mình khuyên cáo các bạn này, rất nhiều học trò đã học lại Hưng Mova rất là nhiều và một số các bạn đã phải bán mình rất nhiều. Cho nên là quan trọng nhất chúng ta chọn là những người nào dạy học viên thành công nhất thì chúng ta nên chọn. Mình hôm nay mình khuyên cáo không các bạn à, rất mất nhiều thời gian. Các bạn mở ra sau, đương nhiên là các bạn bây giờ đi học thì chắc chắn là các bạn mở ra sau với những các bạn đã bán trước. Thì trong cái này, trong thương trường kinh doanh thì chỗ nào ngon người ta mua, chỗ nào chiến lược kinh doanh tốt, marketing tốt, sản phẩm đẹp, giòn, thơm, ngon, giá cả là hợp lý, rồi mẫu lưu lò đẹp, sang trọng thì đương nhiên khách sẽ thu hút được khách tốt. Thì các bạn lưu ý điều đó. Với kinh phí đặc biệt là Hưng đang trên dưới 10 món quay đó, để một kinh phí học thì nó phải giá gốc chính xác là 65 triệu. Trong thời gian này K17 này đang vào nhóm thứ hai rồi, thì mỗi một nhóm thì Hưng chia ra làm 5 bạn để Hưng đào tạo chứ không dạy nhiều. Cho nên trong một khóa bao giờ ngoài 20 bạn, nhưng mà mình chia ra từng nhóm một, 5 bạn một nhóm để mình đào tạo chắc như vậy. Thế còn trong quá trình mình này Hưng đang khuyến mại cho các bạn, gọi là đang giúp các bạn để hỗ trợ các bạn đấy, nhiều các món ăn gọi là hơn 10 món, tức như cam kết các bạn vị và ngon, học thêm cả nước chấm này, học thêm cả nước chấm ngon này, các loại nước chấm này, muối chấm này, học thêm cả canh muối dưa này đấy, và một số hỗ trợ cho bạn một cái món khác. Ngoài vấn đề dạy thành nghề thì Hưng dạy về chiến lược kinh doanh, cách chọn địa điểm, cách thiết kế lưu, cách bán như nào, học về marketing, học về 4.0, 5.0, học về trang bếp, học về TikTok. Là Hưng có những cơ sở, có những cái trải nghiệm và thực tế để truyền đạt cho các bạn, để các bạn bán hàng nhanh nhất. Mục tiêu của các bạn học là về các bạn bán luôn và các bạn kiếm tiền luôn, chứ không phải để chờ đợi như những năm khác, những năm xưa áp dụng 4.0 để vào kinh doanh thì các bạn thành công nhanh nhất. Thế còn một số các bạn đang chần chừ thì trong cái khóa bây giờ đang khóa 17 thì các bạn nhanh về sớm. Và quan điểm của Hưng dạy, thứ nhất là ưu tiên cho các bạn đã đăng ký trước là một, hai nữa là không dạy trùng địa điểm đối với học viên đã từng học, cam kết với học viên dạy như vậy. Thứ nhất là không dạy trùng điểm, bởi vì rất nhiều học trò hiện tại bây giờ đến 200, gần 200 người đăng ký mà chưa có thời gian trả lời, thì các bạn phải biết là thời gian rất là bận. Thế cho nên là ai quan tâm thật sự thì đăng ký sớm. Đấy, các bạn liên hệ trực tiếp số điện thoại theo cái tin nhắn và tư vấn trực tiếp. Còn nếu các bạn nào có chung địa điểm thì các bạn phải lưu ý là có chung địa điểm đó thì các bạn không được mở chung nhau. Trong đầu quay này chúng ta có thể cách sau nhau 10 cây, từ 8 cây trở đi là các bạn có thể là mỗi người. Bởi vì trong đầu quay mà bán mang về, các bạn lưu ý nhá, thì người ta đi chợ, người ta mua rau, người ta hết giờ làm việc rồi thì người ta vội vàng thôi mua ít đồ quay. Cho nên cái đồ quay này chúng ta cứ cách nhau được khoảng trên dưới 10 cây thì các bạn nên đăng ký. Còn nếu mà chung một điểm mà muốn kinh doanh thì có thể các bạn làm ở tỉnh khác hoặc là điểm khác thì các bạn tham gia vào, còn không nên mở chung điểm những học viên trước đang dạy học. Trong thời gian học thì Hưng chia sẻ luôn, Hưng đã đào tạo đến bây giờ là khoảng
rất nhiều thủ lĩnh. Gần như là các bạn khi học của mình rồi thì mình biết được những điểm yếu, biết được thế mạnh, biết được nhu cầu khách hàng cần gì và biết khẩu vị của khách hàng đang muốn hướng về cái gì, và mình sẽ đưa ra cái chiến lược kinh doanh hiện đại. Khi các bạn về làm là phải thắng, quan điểm ta làm là phải thắng, nhưng mà làm là phải thắng luôn, chứ không phải chờ đợi, không phải chờ đợi nửa tháng, một tháng, hai tháng mở ra chúng ta đã có khách luôn. Quan trọng nhất là chúng ta có khách luôn và kiếm được tiền luôn. Chúc các bạn lựa chọn thành công và đăng ký thật sớm. Mức kinh phí thì còn có 20 triệu, và nếu các bạn đăng ký sau thì mức kinh phí nó rất là cao. Thế còn một số các bạn ở mô hình đang quán bia, đăng ký cho quán bia chưa có đồ ăn đặc trưng, hoặc là các bạn đang có ý tưởng mở một nhà hàng, thì cái mức đó thì các bạn sẽ điện cho Hưng và bà để trực tiếp tư vấn. Hoặc là một số các bạn đang học ở đây, các bạn đang có nhà hàng rồi nhưng mà chưa được tạo ra cái món đặc sắc, thì các bạn sẽ liên hệ trực tiếp với Hưng và bà để Hưng tư vấn kỹ hơn. Chúc bạn thành công với khoa học.